Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mộ vam đầu lắc lốc đa lăng. Một bộ vam đầu lốc gồm có rất nhiều chi tiết. Một là có tay cầm, điều chỉnh các cỡ. Ta có thể điều chỉnh sát vào ba trống. Có thể dùng cái này điều chỉnh cái này. Gen có thể vặn được 2 chiều. Chiều nào ta có thể vặn được. Đây là con ốc để vặn vào các vam căng mặt ít. Còn đây là dùng để vam mặt hít các loại dòng xe. Ta có sẵn các loại ốc từ ốc 5 3 con ốc 5 để ta có thể điều chỉnh xa gần.
6. Đầy đủ các loại ốc luôn. Cái cỡ ta có thể thấy những loại ốc ren thô hơn, tức là loại ốc 8. Có thể ta sẽ có thể dùng lục giác 5. Đây là các ram. Rất là nhiều các kích cỡ.